Gửi cơm cho mẹ đi, mát quá. Mát quá, cảm ơn gấu nhé. Ba đang xây công trình gì có vẻ thành tá tràng ấy. Ba xây quả núi rồi bà. Đang xây kiểu là đây. Công trình của ba hàng. Đang xây pháo đài. Đây con tưới cho mẹ. Cậu nhìn ba là bắp ca kìa. Wow, được một cái pháo đài. Hai có hai quả núi hai bên đúng không? Đây rồi, tới cho mẹ. Mát lắm. Mát lắm. Cảm ơn cậu, cảm ơn xẻng mini. Con đang đọc các ba đây con. Bán vào mẹ. Ba tính có làm vòng bơi không? Ba tính bơi vòng không? Cảm ơn gấu nhé.